Hello, chào anh em nha. Hôm nay mình về được lô máy hòa tiễn đẹp lắm nè. Đó, nhìn mướt mát luôn. Đủ size Shimano và Daiwa. Đó, lướt lại sơ cho anh em coi nha. Lồng bìm GT của Shimano có luôn. Rồi để mình cầm từng con lên cho mọi người coi nha. Con này là 8.000 nè, Titanos nè, Alex 8.000, giá là 1.500.000 nha. Con này còn đẹp lắm. Đây lồng két con này của Daiwa, giá 1.200.000 nha. Rồi Shimano 6.000 GT, giá 1.200.000 luôn. Daiwa, con này của Daiwa nè, giá 1.200.000. Daiwa em lên 4.500.000. Con này cũng có Daiwa luôn nè, giá 1.500.000. Rồi Daiwa luôn, giá 1.200.000 nha. Ở đây nó tất cả đều là mô bin sống hết, mô bin nông, mô bin cạn gì em có đầy đủ, mô bin sâu luôn cho anh em đi dê lớn luôn. Rồi em lên 6.000, 1.600.000 nha. Rồi con này của Daiwa nè, ý lộn, con này của Shimano nè, giá 1.500.000. Shimano luôn, bao euro, con này 2.900.000 nha, con này còn mới. Rồi SS 3.000, con này chắc có lẽ là size nhỏ nhất ở đây rồi, 3.000, giá 1.400.000 nha. Rồi con này Power Euro size 8 nè, giá 1.900.000. Con này em lem nè, 6.000, giá 1.600.000. Đó, anh nào chưa nghe kịp giá kịp á, thì có gì lên Facebook em xem nha, em để giá đồ này nọ đầy đủ trên đó luôn cho mọi người xem giá từng con. Còn chi tiết hơn anh em nào muốn mua thì cứ nhắn tin cho mình, rồi mình chụp hình mình gửi chi tiết, quay clip chi tiết cho anh em luôn cũng được. Thích con nào thì cứ nhắn tin cho mình nha. Rồi cảm ơn mọi người.